Khi mà một video bị vàng tiền thì... Khi video bị vàng tiền. Khi nào mà thấy video bị vàng. Cái này không phải chỉ là... Khi mà một video bị vàng tiền thì anh chị em mình cần phải kháng ngay. Mình sẽ để link để kháng cáo ở trong phần mô tả của video này. Cái này không chỉ để cứu cho doanh thu của một video, đơn giản là bởi vì cái bệnh vàng tiền này nó cực kỳ dễ lây. Nếu mình mà cứ để nguyên như vậy ấy, thì chẳng mấy chốc mà lần lượt các video sau mình đăng lên đều bị vàng tiền hết. Nhưng mà ngược lại cũng có một cái tin vui là một khi mà bạn có thể giữ được 5 đến 7 video xanh tiền trong vòng khoảng 1 tuần thì các video sau cũng sẽ được Facebook xét duyệt nhanh hơn và dễ xanh tiền hơn. Những bạn nào đã hoạt động lâu ngày ở trên Facebook đều biết rằng là không nên đưa link ngoài vào post của Facebook, tại vì Facebook sẽ bóp độ phủ của bạn rất là mạnh, khiến cho người theo dõi trang của bạn không thể nhìn thấy được. Tuy nhiên là rất là nhiều bạn, đặc biệt là các bạn ở bên YouTube sang, vẫn giữ thói quen là để cái link ở trong cái post đó. Trước đây mình làm như thế là tại vì mục tiêu chính của mình là kéo view, kéo người theo dõi từ Facebook sang YouTube. Tuy nhiên là đến bây giờ, tại thời điểm này, cái mục tiêu của mình đăng trực tiếp video lên Facebook là để lấy view, để lấy tiền từ Facebook. Cho nên là chúng ta không nên làm như thế nữa. Khi nhìn thấy người khác re-up video của mình, thông thường thì hầu hết chúng ta thường là nhân nhượng, nể nang, đặc biệt là khi đó là các trang lớn. Tuy nhiên cái sự nhân nhượng này của bạn sẽ làm cho toàn bộ hệ sinh thái của chúng ta bị ảnh hưởng. Tất cả những cái nhà sáng tạo ở Việt Nam từng đổ mồ hôi, từng trôi nước mắt để làm ra được những chiếc video sẽ bị Facebook siết rất chặt ở thị trường Việt Nam, làm khó cho tất cả chúng ta. Ngoài ra thì trong 99% trường hợp, trang của bạn, bạn kiểm tra mà xem ở trong tab vấn đề theo chính sách sẽ bị báo lỗi không nguyên gốc. Cái lỗi này là lỗi không bật kiếm tiền được. Chính vì vậy mà nếu bạn có tham vọng kiếm tiền ở trên Facebook thì phải kiên quyết, phải đánh gậy những trang đã re-up video của mình. Các bạn cũng có thể tham khảo cái video mình để ở trên màn hình đây, cách khắc phục lỗi không nguyên gốc để hiểu hơn về vấn đề này. Lỗi này có hai phiên bản. Phiên bản thứ nhất là bạn sử dụng thông tin banh thuế thật của bạn ở Việt Nam. Kiểu thứ hai là bạn lên mạng, bạn đi mua lại hoặc là bạn xin lại những cái thông tin banh thuế mà người ta hack được từ nước ngoài về. Cả hai kiểu này đều không thể kiếm tiền được. Một là trang sẽ bị tắt kiếm tiền ngay, hoặc hai là đến ngày đến tháng nó sẽ bị on hold, tạm giữ. Vì vậy mà khi trang đủ điều kiện thấy hiện lên là hợp lệ để bật kiếm tiền, bạn hãy liên hệ trực tiếp với mình để được ad banh thuế xịn. Các bạn cũng có thể tham khảo thêm cái clip mà mắt xích nào là quan trọng nhất ở trên kênh Việt Creators để hiểu tầm quan trọng của payout, của ad banh và khai thuế. Sau khi xem hết video clip này, bạn hãy để lại bình luận là bạn đã gặp phải sai lầm nào trong số những sai lầm mình liệt kê ở trên. Và nếu bạn đã có kinh nghiệm về kiếm tiền bằng video trên Facebook thì hãy chia sẻ những kinh nghiệm đó cho cộng đồng Việt Creators của chúng ta. Đừng quên lan tỏa tinh thần của Việt Creators, tự hào, sáng tạo. Đừng quên lan tỏa tinh thần của Việt Creators, tự hào, sáng tạo.